một cái thôi, chút để em tự tha đi. Đầu tiên là phải tiệt khuẩn cái que cấy đó nha, lúc nào cũng vậy nha. Đừng yên xíu. Tiệt luôn cái tên luôn. Tiệt cứ tiệt hết đi. Cái thành này nó xuống sẽ dễ hơn. Nhớ để cho nó thành cái xoắn ốc, nó sẽ hòa đều ha. Cho con vi khuẩn nó chóng mặt đi. Rồi ghi tên, ghi lớp của mình luôn nha. Lớp ghi nhóm để bữa sau mình xem. Ghi ngày luôn. Hôm nay là mình ra đúng không? Cái tay. Rồi mình kế sau đây để thầy lấy một cái hộp gì thì thầy quẹt trước cho các em xem ha. Dụ như học thật. Mình nhúng đi vẫn. Mình kế sao? Nãy thầy nói sao? 7-8 đường đúng không? Đúng rồi. 7-8 đường. Sau đó 7-8 đường tiếp dính vô đường trước khoảng 3 đường ha. Rồi 7-8 đường tương tự như vậy. Rồi mình chú ý là mình cấy hết những cái hộp thạch luôn nha, đừng để trống chi phí. Rồi chừa cho chừa cái đường cấy thứ 3 và thứ 4 cho nó nhiều diện tích vô. Và đường cấy thứ 4 là không có dính vô đường cấy thứ nhất nha. Giống như thế này, giống như thế này. Mình thấy cái hộp của người ta nè, người ta cấy nhìn sao nó mọc nè. Thấy đường cấy thứ nhất không? Đường cấy thứ hai nè, đường cấy thứ ba nè, đường cấy thứ tư. Lúc nào cũng để gần ngọn lửa nha các em. Nhé cái nắp ta thôi. Cái này mình nghiêng khoảng 20-30 độ. Và cái thạch này nó giống như rau câu vậy đó. Nó mềm lắm nên là mình lướt trên mặt thôi nhé. Rồi. Cái những cái đường đó, nó gần với nhau nha, sát sát với nhau thôi. Rồi. Nhớ là cái hết cái hộp luôn. Đừng có để trống một tí nhé. Khi cấy xong rồi mình lật lên. Lúc nào mình cũng lật lên như thế này. Biết tại sao không? Mình đem đi ủ mình cũng để theo cái tư thế này. Biết tại sao không? Sao mình không để lên giống như thế này? Nó lặn hả? Nó lặn đi đâu? Không phải nha. Mọi người thấy là các em thấy là nó có cái hơi nước ở trên đây không? Nếu mình để giống như thế này, hơi nước nó sẽ rớt xuống, nó rất là dễ bị nhiễm, nó loan lên luôn ha. Thật là giống như thế này. Rồi, bây giờ thầy đây có sẵn một ống. Các em lấy trong cái hộp thạch này nhé. Chuyển ra 2-3 ống gì nữa. Còn mấy cái ống hồi nãy đó, chuyển ra rồi 2-3 ống nữa để mình làm. Chuyển ra kìa. Cháy xong rồi, tập trung mấy cái hộp đi qua bên đây với thầy. Mình đem cái tủ ấm mình ủ nhé.